Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Mậu Tốt tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh bình địa mộc ngày màu tốt tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm bình địa mộc kỵ tuổi nhâm thìn giáp ngọ, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày tốt, lục hợp với mão, tam hợp với dần, và ngọ, thành họa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi, và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh thìn, bính thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc. Sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá xấu về xây dựng nhà cửa sao lục bất thành xấu đối với xây dựng sao cựu không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương sao bạch hổ kỵ về an táng sao quỷ khóc xấu đối với tế tự an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng chính bắc và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu rất có thể sẽ đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp của mình với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh tiếp sức cho bạn nhờ thế mà bạn tuổi Tý có được sự tin tưởng vững tin vào chính bản thân mình dám nghĩ dám làm Ngày thứ ba này, xem tử vi cũng cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tí sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao cho nên công việc của bạn, dù có gặp khó khăn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không lùi bước mà phải chiến thắng mới thôi. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi tí lại đang gặp ngày có thủy sinh suốt chua mộc cái điều này làm cho con đường tình duyên của bạn sẽ gặp nhiều trắc trở khi mà bạn không nhận được sự ủng hộ của người thân, với bạn tuổi tí đang cảm thấy bế tắc khi không biết phải lựa chọn ai cho cảm thấy cân bằng được cuộc sống về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc tiến triển tốt ngoài mong đợi từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có nhiều vấn đề tiềm ẩn trong gia đình từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cảm giác bất an kéo dài làm cho bạn có phần lo lắng từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ có được cơ hội để thăng tín trong công việc từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc chớ nên để mình mắc phải sai lầm Vài đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi xỉu thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi xỉu xem tử vi cho thấy bà tuổi xỉu trong ngày hôm nay đang vướng phải cục diện ngũ hành tương hại cái điều này làm cho chuyện tình cảm lứa đôi không được suôn sẻ như bạn mong muốn có thể sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh giữa hai người trong ngày với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải bình tĩnh để ngồi lại nói chuyện với nhau thay vì cứ tranh cãi không có hồi kết. Đối phương có thể đang chờ đợi bạn đưa ra một tín hiệu mà làm lành, không dám là người đưa ra câu làm hòa trước. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh đảm bảo cho bạn đang có được nguồn thu nhập khá chi là ổn định trong ngày hôm nay. Bạn mạnh tuổi xỉu nên biết quản lý về tài chính của mình cho thật tốt. Đừng có khiến cho bản thân mình đánh mất đi những điều quý giá trong cái thời điểm này. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tiền bạc không cần phải lo lắng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, cái chuyện tình cảm không được như ý muốn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đừng có để cho mình đánh mất đi lý trí. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần phải học cách quản lý về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, có thể sẽ dạ gặp phải nhiều khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. tử vi tuổi dần thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ cho nên với bạn tuổi dần cần phải hiểu được lòng mình tình yêu đã đến thì đừng có để cho nó đi vụt khỏi tầm tay bạn thật là may mắn khi gặp được người phù hợp với mình có thể trò chuyện thâu đêm suốt sáng và trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần vợ chồng có được sự tháo hiểu và thông cảm cho những nỗi khổ tâm của nhau với bạn tuổi dần sẽ đón nhận nhiều niềm vui bất ngờ mà đối phương dành cho bạn vì vậy hãy quan tâm và chăm sóc đến nhau nhiều hơn nữa tuy nhiên ngày thứ ba này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh với bạn, sự quyết đoán sẽ giúp cho bạn tuổi dần tìm lại được hướng đi cho mình trên con đường sự nghiệp. Bạn mệnh tuổi dần cần phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định được năng lực của bản thân mình. Vài từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tình yêu thắm sắc sẽ tìm được người yêu. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa công việc tiến triển tốt cần nỗ lực nhiều hơn. Từ vi tuổi mạo dần thuộc mệnh thổ có thể mất nhiều thời gian để tìm kiếm cơ hội với mình. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc hãy nắm giữ hạnh phúc ngay khi mình có thể. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đừng có chờ đợi để nói lời yêu thương. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mão đang trải qua được ngày có báo hiệu sẽ gặp được quý nhân xuất hiện, con đường tình duyên của bạn được khởi sắc. Bạn mệnh tuổi mão có thể sẽ nhận được lời giới thiệu từ phía bạn bè, người thân nên gặp được định mệnh của đời mình. Tình cảm cũng bắt đầu chớm nợ từ đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão lại đang có điểm báo hao tài tốn của khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh áp đảo đánh thắng lý trí của bản thân mà hành động thiêu cảm tính không hề có sự tính toán trước sau cho nên rất dễ gặp họa với bạn tuổi Mão tiền bạc tích cốp lâu ngày để tiêu tan trong chớp mắt kiếm củi 3 năm đốt trong 1 giờ chính là lời nói về bạn tuổi Mão và với bạn tuổi Mão bình thường rất tỉnh táo và sáng suốt là thế mà cũng có lúc mắc sai lầm như vậy. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy cần phải hiểu đâu mới là hướng đi cho mình. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tiền bạc mất mát do thiếu đi sự tỉnh táo. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nên lắng nghe ý kiến của mọi người. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc trở nên hành động bốc đồng, sốc nổi. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tiền mất tật mang, bất an không dứt. Về đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi và cái điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới tâm trạng của bạn ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi thìn không cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ phía đối phương. Tuy nhiên, có bao giờ bạn nghĩ tới việc trò chuyện chia sẻ của đối phương không? Có thể người ấy vốn chẳng dội bày tỏ tình cảm, bạn cũng đã biết điều đó từ trước tới giờ sao bây giờ lại lấy đó làm lý do để trách móc nhau bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn kết nối thêm được các đối tác làm ăn mới hợp tác với nhau cùng có lợi. Giữa thời buổi làm ăn khó khăn như thế này thì điều này sẽ giúp cho bạn có được muốn lợi nhuận không tỏi luôn nữa. Vai từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tiền bạc được dồi dào, không lo túng thiếu. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, tình cảm tiến triển chậm hơn so với dự kiến. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, kinh doanh phát đạt, tiền vào như nước từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim không có sự cảm thông và chia sẻ từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy cần dành thêm thời gian cho người mà mình yêu thương và đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh và đây là tia sáng trong cái vận trình của bạn ngày hôm nay các chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn tuổi Tỵ càng ngày càng phát triển được tốt và chẳng có lý do gì để ngưng lại những kế hoạch của mình đang làm cả. Bạn mệnh tuổi Tỵ biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu, chẳng mấy khi có được thần tài ở bên để chia chở, dẫn lối, trị đường cho bạn. Cho nên với bạn tuổi Tỵ luôn cố gắng để nắm bắt thời cơ ngay khi có được, bạn cũng sẽ có được nguồn thu nhập khá đáng ngưỡng mộ nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy đang có những khúc mắc chưa được giải quyết. Cả hai đều cho rằng mình là người đúng và không chịu xuống nước, mặc cho sự lạnh lùng khiến cho bạn cảm thấy khó chịu về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tình cảm không được đúng như ý muốn tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi có được tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc tiền bạc trong ngày rộng rỉnh kinh doanh được phát đạt tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim tìm thấy được chỗ đứng cho mình tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân xuống để bảo vệ tình cảm về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi ngọ đang thấy được tình yêu nở rộ ngay trước mắt mình. Người ấy thực sự đã dùng tình cảm chân thành khiến cho trái tim của bạn tuổi ngọ không ngừng rung động. Và trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ, công việc của bạn lại đang có điểm báo, có sự bất ổn, có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Bản mệnh tuổi ngọ không đủ năng lực để giải quyết và với bạn tuổi ngọ dễ bị thương quan chiếu mệnh, làm cho bạn nạn lòng, thiếu đi sự tập trung trong công việc. Bên cạnh đó, ngày thứ ba này với bà tuổi ngọ, bản mệnh dễ đánh mất đi sự quyết tâm của mình trước vô số thất bại Tuy nhiên, càng buông xuôi thì sai sót càng dễ xảy ra, thất bại càng lớn. Nếu như bạn tuổi ngọa không nhanh chóng xúc lại về tinh thần thì hậu quả lại càng nặng nề, không thể lường trước được. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, công việc có những lúc không được thuận lợi. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, tình cảm thăng hoa nhanh chóng. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa lơ là thiếu đi sự tập trung khi làm việc từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ hãy mở lòng đón nhận tình yêu từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc công việc không được như ý muốn và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá và đây là điểm báo cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm khi có những mối nghi ngờ, hiểm xích, hiểm khích, nảy sinh bất chấp tình cảm đã gửi trao. Với bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, dường như cái chuyện tình cảm giữa hai người không còn đủ lòng tin cho nhau. Tình cảm cũng chưa kịp đủ lớn để có thể nói chia cắt vì bất cứ lý do nào. Nếu không thấy khả quan trong cái mối quan hệ này thì với bạn tuổi mùi hãy nhanh chóng buông tay cho khỏi mất thời gian và tâm sức. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ đảm bảo cho bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định. Bạn mệnh tuổi mùi có thể sẽ cần phải mua sắm nhiều thứ trong cái thời điểm nhạy cảm này và có tiền lận lưng cũng giúp cho bạn thấy an tâm hơn nhiều. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, gia đạo có sự bất an, nhiều chuyện không được như ý muốn. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, tiền bạc được dồi dào, có thể thoải mái trong việc chi tiêu. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, tình cảm gia đình có sự sức mỉa, lục đục. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, mệt mỏi, căng thẳng vì chuyện tình cảm. và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. từ vi tuổi thân thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân trải qua ngày này có đôi phần may mắn khi ít nhất trong ngày bạn vẫn có được chỗ dựa về tình cảm. Ngày này, tam hội cục cho thấy dù bạn tuổi thân ở trong hoàn cảnh nào thì vẫn có người yêu thương mình ở bên cạnh. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân, bạn dễ cảm thấy bất an khi mà công việc của bạn lại không được thuận lợi như ý muốn. Thiên quan xuất hiện chẳng những không trợ giúp được nhiều mà còn buông lời, châm chọc khiến cho tình cảm của bạn càng ngày càng xa suốt. Bạn mệnh tuổi thân không còn sức để chiến đấu, mọi hứng thú trong công việc đều bị giảm sút nhưng nếu như bạn không cố gắng để tìm lại vận trình cho mình thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn, có khi còn đối mặt với nguy cơ mất việc nữa đó. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, tình cảm không vì lầm lỡ mà tan biến. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, cần phải cảnh giác kẻo bị tiểu nhân phá hoại. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, đừng cố chấp mà càng ngày càng lún sâu. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, nên biết đâu là hướng đi tốt cho mình. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, tiểu nhân dễ làm chuyện hại tới bạn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu cần phải bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề dù mâu thuẫn giữa bạn và người ấy bắt nguồn từ đâu thì cũng chớ nên đem những cái chuyện xưa cũ lôi hết quá khứ ra để dìm chiếm nhau Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Dậu lại đang gặp ngày có cục diện Dậu Tuất tương hại. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Dậu cũng có những lúc cảm xúc bị mất kiểm soát, nhưng bạn cũng cần phải biết điểm dừng, cố gắng để không khiến cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên tệ hại hơn, nếu không bạn sẽ là làm cho người mình yêu chịu nhiều tổn thương nữa ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh sẽ nâng bước cho bạn trên con đường thăng tiến về phía trước. Bạn tuổi Dậu có thể nhận được cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình. Vì vậy, bạn cần phải có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển được tốt đẹp có được nhiều cơ hội để phát triển từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa đừng có quá cố chấp vì những chuyện đã qua Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nhanh chóng tháo gỡ được nhiều vấn đề từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim càng ngày vui không được dài như mong đợi và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ 3 ngày 20 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tuất á, xem tử vi cho thấy bà tuổi tuất đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán trong ngày hôm nay của bạn được thuận lợi hơn với bà tuổi tuất có được bí quyết kinh doanh của riêng mình và không mất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu về tiền bạc mà mình đã đưa ra bạn tuổi tuất bạn cũng cần phải học cách để quản lý về tiền bạc nữa đừng có nghĩ rằng có nhiều tiền trong tay rồi muốn tiêu xài ra sao cũng được bạn cũng nên biết tiết kiệm một khoản để đề phòng cho những chuyện bất trắc xảy ra ở phía trước Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi tốt lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới vấn đề sức khỏe của bạn ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi tốt không tìm được hứng thú trong chuyện ăn uống, ăn uống kiếm nguồn miệng, ngủ cũng không được sâu giấc, dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa, bệnh về gan thận. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tiền bạc trong nhà càng ngày càng nhiều. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, lợi nhuận tăng cao ngoài mong đợi. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, nên trân trọng sức khỏe của bản thân mình. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, tiền bạc được rụng rịnh trong tay, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, sức khỏe đang càng ngày càng xa sút Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi, xem tử vi cho thấy bà tuổi hợi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh đây là báo hiệu tốt lành cho những khó khăn trong công việc của bạn đã dần được tháo gỡ và với bạn tuổi hợi có thể bình tâm để thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Bạn đừng cũng bạn cũng đừng có chần chừ do dự mãi nữa với bạn tuổi hợi sự chủ động trong công việc sẽ giúp cho bạn tìm được thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình được cấp trên đánh giá cao bạn không cần phải gồng mình lên cứ làm hết sức mình là được rồi trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy thổ sông khắc cái điều này cho thấy rất có thể cái chuyện tình cảm gia đình của bạn sẽ là điểm yếu của bạn trong ngày hôm nay khi mà bạn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, bạn không thấy mình được vỗ về, an ủi. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tình cảm gia đình không được như ý muốn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có thể tìm được cơ hội để thăng tín trong tương lai. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc dễ đạt được bước tín lớn trong công việc. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim mau thuận từ những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy cần phải biết kiềm chế bản thân mình tốt hơn. Vài đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.